supersuong.vn, địa chỉ tin cậy cho tất cả các bạn mua nick. Và đừng quên rằng tăng x 2 tỷ lệ trúng 1.000 con huy cho tất cả các vòng quay, và giảm giá 30% tất cả các nick tại mục liên quân VIP tự chọn. Đừng quên rằng hãy vào mua nick tại shop supersuong.vn. Hello Ajinomoto và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta, tiếp nối sự thành công của Bet Guido của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục một vị tướng support để có thể là đánh tốt ở bên phía bên kia. Những cách tốt nhất thì chúng ta sẽ chờ team địch pick vị tướng sub để chúng ta khắc chế nhá. Các bạn đừng quên đăng support thì cũng sẽ có cách khắc chế support đấy. Team địch Grak, từ Grak, Grak ba đúng không? Game này mình định pick má lốc nhưng không. Ba đúng các bạn nhé, ba đúng là một vị tướng khắc chế siêu cứng thằng Grak luôn. Và khắc chế như thế nào thì các bạn cứ xem clip này là các bạn sẽ biết khắc chế như thế nào. Và hôm nay mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một vị tướng ba đúng. Clip trước là một vị tướng hỗ trợ sát thương, nhưng clip này thì mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn gọi là một vị tướng hỗ trợ support theo thiên hướng hỗ trợ của team. Thì lối chơi và cách chơi của nó sẽ như thế nào? Đơn giản easy thôi, chúng ta chỉ cần vìn vào lời nói là hỗ trợ thì chúng ta sẽ hỗ trợ toàn team. Và hỗ trợ như thế nào thì sẽ có một cái lối chơi và cách chơi riêng sau đây. Và trước khi đến với trận đấu này thì các bạn nào có nhu cầu mua nick thì đừng quên nhắn tin vào số điện thoại, vào Zalo 0868610000. Đấy, các bạn đã còn nhu cầu mua nick các bạn nhắn tin bắt đầu nhá. Và một cái câu thường nói, một câu châm ngôn đối với ba đúng. Và Cường Lao xét rằng là tao sẽ trốn sống bất cứ thằng nào có ý đồ nhắm nhé vào team của chúng tao. Đấy, ba đúng là một vị tướng trốn sống rất tốt. Và về cái lối chơi tánh cơ và một trong những cái khống chế cứng rất tốt đam chầm đến từ ba đúng, thì ba đúng là một vị tướng CP hỗ trợ, thiên hướng hỗ trợ rất tốt cho team. Và thường thì các bạn ở trong những cái rãnh cao ấy thì người ta thường sẽ ké thằng mid thay vì ké cái thằng AD ở giai đoạn đầu game nhá. Đấy, bởi vì vốn gì thằng mid à, trời ơi Grak ơi là Grak cả, tao coi mày chạy đi mà tao coi mày chạy đi mà tốc biến á. Tốc biến 6 giây rồi cho mình sống, không sao cho mình sống. À cái thằng này giảm lão lại đấy. Pịch chiến công đâu anh em ơi, rồi thằng Grak bị chết với tao rồi Grak ạ. Tao nói thật phải bí đó, cái pha này mình tự làm tự ăn không có ép nha. Rồi tiếp tục vẫn hay in đấy, rồi sụp chật không vấn đề gì hết, không có chuyện gì cả anh em ạ. Đấy, giai đoạn đầu nếu các bạn chơi sp theo thiên hướng hỗ trợ thì cái việc hỗ trợ thằng mid ở giai đoạn đầu game là tối ưu nhất. Bởi vì vốn gì đâu, ở cái phút từ phút đầu tiên ấy thì thường là cái đường mid thì nó sẽ có giao tranh nhẹ giữa mid và CP, cho nên mình sẽ ra hỗ trợ thằng mid mình để không bị thua thọt, không bị thua thiệt so với thằng mid bên kia các bạn nhé. Và các bạn sẽ thường xuyên chạy giữa cái đường rông và cái đường mid này, thường xuyên chạy, thứ nhất chạy ngày nay để chúng ta kiểm soát map, chúng ta kiểm soát cái màng ở cái mùa rông này, chuẩn bị có giao tranh thì sẽ có những ai. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ nấp ở đây để hỗ trợ tuyệt đối thằng mid của mình, bởi vì mình lên đồ phụ trợ thì cái việc KS ra vang là không có các bạn nhá. Và mình sẽ di chuyển xuyên suốt ở khu vực này để chuẩn bị có đánh nhau đấy, chẳng hạn là Batman đấy. Batman tao thách mi vào luôn, vào đi tao giết mi chết luôn chứ ngồi đó mà tang với trà hình ạ. À, đấy mình sẽ di chuyển cung tím ở đâu có đánh nhau ở đó có mình ra, ta bay nè. Ồ cái pha đấy không có ý mới nhá, cái pha đấy là bố tội nè. Đây là lao lên chứ không có ý KS. Ôi hai mảng mà sơ pế đổi liềm, hai mảng đấy còn chỉ để thua rồi anh em ạ. Đấy đó, Batman chuộc lỗi nào, chuộc lỗi từ từ thôi, Batman này chuộc lỗi nhá, chuộc lỗi này. Ơ cái phá này cũng cố ý đó. Ốt xá lên đây phá đây chuột lồi này, hút về này tôi chạy anh em mà hút cái gì ra rồi đây. Ôi giá ta bay mình khổ lắm, tôi tốc biến mới chạy luôn cái thằng giá ta này mình đeo. Ôi giời xong rồi, ôi giời ơi sơ pế mà nó nền không trượt cái phát nào chứ cái gì. Mà các bạn phải hiểu đấy, hai cái phá này mình không cố tình ăn mảng đâu, thật đó. Mình thực sự là các bạn phải hiểu là một cái tinh thần cực kỳ hỗ trợ cho tím láo lên, mình hút nó về ai người là trúng cái sát thương cuối cùng, ai biết được đâu. Thôi không sao các bạn nhé, mình sẽ chuộc lỗi cho tất cả các bạn bằng cách là mình sẽ bón hàng cho tất cả các bạn ăn tuyệt vời luôn. Đấy, ở đường trên đấy thằng mắc này, Lorion
Trời ơi, nói đi on đành người chat chip với ai để cũng chơi. Còn đành cái không thì đẹp. Ôi giời, thì nay đi học nó đi on nữa là rồi sao anh nó đi on. Làm thọt cả mình luôn anh em ạ, khổ thế cơ chứ. Rồi xong. Thì tạm thời thì anh Lorion nhà mình là áp cả rồi. Và bao nhiêu cái sự chăm sóc vun vén của mình đối với anh, hay là nói dần mình ăn hai mà. Quá chuẩn luôn. Đảm bảo là không cố ý rồi. Mà cái ông Lorion này, ông như thế nào thì ông phải nói một đường chứ đừng áp cái như vậy, khổ thế cơ chứ. Hai cái pha để chỉ là lao lên hỗ trợ thôi mà có cái vấn đề gì đâu mà cái ông này khó khăn thật các bạn, khổ thế cơ chứ. Sơ pê chả khác cái làm dấu trăm họ các bạn ạ, tạt vào cái biển đầu nào thì biển đo nào thì ta phải chiêu cái biển đo đấy. Rồi mình sẽ chuộc lỗi anh em nha, mình sẽ hút về thằng Grack thì không làm gì mình đâu. Grack cái kéo tao đi, Grack cái kéo tao đi, tao trốn ba thằng bay luôn chứ. Từ từ các bạn nhá. Ôi, từ lu một chút, từ từ. Rồi, chỗ này từ, chỗ đấy rồi. Ba thằng lao lên. Quýt có bắt chuột rồi, cái phải chuột rồi. Bắn đi, tao làm hết rồi, tao hút hết sát thương nó lao lên. Tao làm hết rồi, thằng sục. Thằng Van Hem. Thằng Gia Tá đây thôi, Gia Tá ở đứng sau phần con sông. Làm hết con gì nữa các bạn, cái phá này mà các bạn không chơi nữa thôi chứ. Đủ ai dần. Không bao giờ. Cái gì? Tao lại cứu thêm thằng Diêu thêm màng này. Có búp giáp, tao lại hút. Hicky pick. Mình là thật các bạn, những con ba đúng nó một trong những cái vị tướng hỗ trợ cho team cực kỳ đỉnh cao luôn các bạn nhá. Ngoài cái ba cái màng của mình ăn ra thì nó cực kỳ là một cái trận đấu perfect luôn. Nếu giả như mình không ăn màng của team địch, à team mình, thì team mình nó sẽ khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Nhưng không sao, các bạn giao màng cho mình. Thẳng ra ta tao thách đi bay luôn. Bay đi, bay rồi nào, bay này. Bay để tạo. Sao nhờ? Khổ lắm anh em mà mình cũng. Không sao anh em nhá. Quan trọng là team mình giết được nó là vui rồi. Chứ ai ăn hàng quan trọng chứ đúng không các bạn. Đấy, CP hay là gì cái đó quan trọng. Này, rồi giết đi, làm hết rồi đấy. Đấy, cho ăn đấy, ăn đi. Đấy, các bạn CP như vậy chứ. Thực sự cái chuyện ăn ai hay là ai ăn cái đó không quan trọng đâu. CP ăn cũng được, mít ăn cũng được, miễn sao team địch chết các bạn nhá. Đấy, chứ chúng ta đừng quan trọng CP. Cái gì là bất mãn này, quái vào không? Rồi Lorion cho hàng tiếp. Đấy các bạn, cho tiếp thêm Lorion một hàng. Tàu thách thằng Gia Ta bay luôn. Mì bay đi, bay về chúng tôi này, bay về chúng tôi này. Hai hàng nhá. Đấy, thực sự là một trong những cái vị tướng CP thì mình nói thật các bạn, ba đúng là một vị tướng CP rất tốt ở trong thời đoàn đoàn hiện tại. Nhưng nếu các bạn chơi CP thì hy vọng các bạn đừng ăn hàng giống mình không phải cố ý đâu. Nếu các bạn bị vô tình ăn hàng ấy thì cái đó là chấm trước được. Giống như mình ấy, giống như bản thân mình vô tình à thì chúng ta có thể thông cảm và hiểu thấu được. Nhưng các bạn nào mà để chiếu thức mà cố tình ăn hàng á là đáng lên án anh em nhá. Rất là đáng lên án đấy. Không được để chiêu thức mà ấy đâu. Chiêu thức của các bạn là để làm gì? Để can mục tiêu, không cho mục tiêu lao lên giết chủ lực của team mình. Chẳng hạn cái ôi trời ơi, thằng Grack đấy là thằng Grack ơi. Sorry. ngồi đó mà đại đi. Thằng Grack các bạn nhá. Gặp ba đúng tắt điện. Mình là thật các bạn một điều ấy. Ba đúng nữa. Ơ lại cứu díu thèm phát này. Này, chưa ba này. Trước luôn này, rồi ok, bay vào thôi. Nope. Không sao các bạn. Con giáp. Con sao? Tôi chạy thôi anh em ạ. CP cũng là con người. Chạy nó khổ lắm anh em. CP mày giữ mạng chứ cái phá để làm sao mà cảm tử được. Đúng anh em. Không là anh em. Đấy rồi, lao lên. Ủa? Không sao anh em nha. Cái phá này chỉ là một cái phá gọi là mình chỉ là tốc biển lên thử gói như nào. Ai ngờ. Ai ngờ là vô tình lùng được bí kíp. Cái thằng Grack tao hút mi bê đó. Tao thách mi kẻo tao luôn. Kẻo á. Sợ quá anh Grack ạ. Đã nói là một vị tướng khắc chế cứng Grack rồi mà anh Grack anh không biết một cái gì hết. Đấy các bạn, năm một á, sánh gần nhất đi. Thằng AD thọt nhất. Khổ lắm anh em. Thực sự nếu mà trận đấu này mà mình nhường thằng AD mình nắm mạng ấy thì chắc chắn thằng AD mình cực kỳ sánh luôn. Là mình sẽ là một CP cực kỳ hoàn hảo nhé. Nhưng mà cái trận đấu này mình bị tái nạn tận 5 lần. Thì thằng xạ thủ mình thực sự là không sánh. Nhưng
có một người như mình xanh ở bên cạnh thì cũng sẽ là nó xanh anh em nhé. Đấy, không vấn đề gì hết, đi theo mình câu vừa bảo kế hết. Cái pha này thì mình tập trung phám những cái vị tướng, những con lính mà xà thủ mình bỏ nhá, chứ không phải là mình đi phám đâu. Rồi, cái pha này, cái gì đấy, có tao ở đây mà chúng mày dầm láo à? Thằng nào láo? Tao giết mày chết luôn. Rồi, lui về một chút, bình tĩnh anh bắn héo kìa. Anh chơi game anh cứ bắn tía lìa, tao hút cho về cái dư. Rồi, ok, thôi chạy thôi, lùi, ra ta bay, bắt man, rồi xong. Tàu có mình bay đi đâu nào, ra ta bay này, bay, ôi thì bắt man kìa. Tàu có mình chạy đâu, trời ơi, hồ trừ, bét hồ trừ luôn anh em ạ. Rồi thằng nào, ôi thằng gửi đắt, một húp, pịch, á xời ơi, nó chết thôi. Đấy các bạn. Trời ơi, mình hút phải 10 tỷ sát thương các bạn nhá. Cái phá vừa rồi mình hút hết sát thương một tí, mình lao lên bản giống như kiểu là tím địch, không còn cái gì chơi anh em ạ. Trời ơi, đánh trận đấu này thì chả mình không biết là có kinh nghiệm gì không, nhưng mình sẽ đúc kết lại cho tất cả mọi người biết một chút đó chính là khi các bạn chơi CP theo thiên hướng hỗ trợ ấy, thì hy vọng các bạn hãy di chuyển xuyên suốt giữa đường mid và đường rong. Các bạn thấy vì các bạn đứng ở một cái chỗ cover xạ thủ thì các bạn bắt buộc phải di chuyển ở giữa sống ở đường mid đấy. Để làm gì? Thứ nhất, để chúng ta có đánh nhau ở đường rong thì chúng ta đến kịp, có đánh nhau ở đường mid thì chúng ta cũng đến kịp, và quan trọng nhất là chúng ta sẽ nắm bắt được cái sai ở khu vực kiểm soát ở khu vực giữa sống đấy, để giúp cho team mình có được cái tầm nhìn để chơi thật là tốt hơn tất cả các bạn nhá. Đấy thì mục đích như vậy thôi. Còn cách cover và cách combo như nào? Thứ nhất đơn giản, chiêu 3. Các bạn trốn sống được càng nhiều càng tốt. Khi trốn sống được rồi thì chúng ta sẽ lao lên dùng chiêu 2 để giảm sát thương của team địch gây ra, và đặc biệt chiêu 1 sẽ hất lùi đối phương đi về. Đấy là cách chơi của ba đúng. Còn cách chơi này trong trận đấu clip này thì có những cái các bạn không nên học theo. Đó chính là mình đã để chiêu thức để hút ăn mạng. À không phải. Ý mình nói là các bạn đừng có để chiêu thức cái ép mạng. Clip này chỉ là một cái clip mình toàn tâm toàn ý sơ pế, nhưng mà khổ. Tao thách thằng giờ ta bay luôn, các bạn xem mình hút cho mình như con luôn này. Từ mình cover đấy, có CP đấy đâu làm gì. Mình các bạn xem nhá, thằng Zata mình hút phát khỏi bay này, gầy cánh này, Zata bay. Này tao đấm mấy chết đó nhá. Cái gì đấy, tàu thách thằng nào giảm lên. Anh em ơi chơi không? Chỉ cần anh em nổi chơi một phát thôi. Ôi giời ơi, thằng bắt mạng lao vào. Chỉ cần anh em nổi chơi thôi thì Cương Lao sẽ hy sinh là thân mình luôn. Đâu đâu không ai chơi à? Không chơi thì ta về. Thằng mắc này. Cái phá kiểu hơi trật anh em ạ, khổ lắm. Anh em chỉ cần nổi chơi thì Cương Lao sẽ hy sinh tấm thân gây này luôn. Đâu rồi, thằng Ivy đang bị hấp diếm kìa. Rồi, Ivy cổ lên, tao lên đây, đây rồi. Sao về đây rồi, từ, đây, thằng nào. Ôi, hút trật, thằng nào. Rồi, ok, ui xổi, gờ rắc nó hút mình anh em ạ. Chào gờ rắc, chào mình biểu, chào anh. Hít kịp pịch. Gờ rắc, kẻ trùng táo là hay rồi. Ôi, quét sạch cái nghe mà quá đã cứu rồi kìa, khổ thế cơ chứ. Để các bạn nhé, các bạn tham chừng với mình nhé, xà thủ xanh nhé. Nếu không có Minh xanh ấy thì thằng xà thủ không bao giờ được chơi game luôn. Mình sẽ phân tích lý do vì sao thằng xà thủ nó xanh như vậy. Bởi vì vốn gì mình ăn được nắm màng ấy thì mình làm thọt được nắm thằng team địch bên kia, và xà thủ mình được phám, và khi được phám ấy thì khi bản thân mình xanh thôi, mình sẽ bảo kế cho xà thủ được chơi tẹt gà và hút hàng nghìn tỷ sát thương của team địch. Đấy là lý do vì sao xà thủ mình xanh nhá, có cái sự đóng góp của mình cực kỳ to lớn ở đấy. Cho anh em coi cái clip này mới nói.